Hello anh em. Xin chào anh em. Xin chào anh em đã đến với kênh video của Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái Gia Lai xin giới thiệu với anh em hai con đầm nha anh em. Hai anh em song sinh nha anh em. Đây là hai con đầm. Cái chân đế nó nha anh em. Chân đế nó là MT55 hàng bãi Nhật nha anh em. Và được tăng trang lại mới. Tăng trang lại mới nha anh em. Và gắn động cơ 5 ngựa 5 của động cơ Trung Quốc nha anh em. Nhưng mà hàng này là hàng nội địa Trung Quốc. 5 ngựa 5 nó có thương hiệu là Yokokele anh em nhé. Anh em có thấy trước mắt mình là hai anh em song sinh không ạ? Bây giờ mình tiến gần lại anh em nhé. Lưu ý nhắc lại cho anh em biết, đây là hai con đầm. Chân đế là MT55 nha anh em. Rất là xịn. Nói chung chân đế là hàng Nhật bãi và được dọn lại mới nha anh em. Dọn lại tăng trang mới. Và gắn động cơ 5 ngựa 5 mới 100% luôn nha anh em. Đây là hai con máy được gắn động cơ mới nha anh em. Đấy, giờ chúng ta tiến gần lại xem chi tiết hai anh em song sinh nhé. Đây anh em. Đây là động cơ, động cơ 5 ngựa 5 nha anh em. Yokokele mới 100% nha anh em. Đấy. Hàng Yokokele là hàng nội địa Trung Quốc, xài rất ổn định nha anh em. Bên này cũng vậy nha anh em. Động cơ 5 ngựa 5 Yokokele. Đấy. Chân đế nè anh em. Con sùng nó nè anh em. Đấy, con sùng nó nè. Đấy, này chân đế MT55 nha anh em. Mình quay tổng quan xung quanh con máy nha anh em nha. Đây là hai anh em song sinh giống nhau y luôn anh em. Hàng động cơ mới 100%. Đây anh em. Đấy. Megase. Đây anh em thấy không ạ? Megase chân đế không nè, model nè, MT55 L nè anh em. Số series nè. Trọng lượng này là 62 kg nè. Đấy. Cái này là hàng bãi của Nhật nha anh em. Được tăng trang. Được tăng trang sơn sửa lại mới luôn nha anh em. Chứ nếu như mà hàng xịn đó anh em. Hàng xịn là nó rất là nặng tiền. Nếu như hàng mới luôn. Hàng mới mà nó đặt tại Trung Quốc anh em, hàng mới luôn là nó tới đâu đó gần 30 triệu anh em. Nhưng mình dùng, mình tiết kiệm á, giảm bớt chi phí á, thì cái chân MT55 này xài vào cũng ổn định. Đấy, MT55 mình xài vào ổn định mà mình ráp động cơ mới anh em. Thì nó nói chung nó đâu đó nằm trị giá nó cỡ trên dưới 10 triệu anh em. Là mình giảm đi tới hơn 30% của trị giá của con máy, nhưng mà mình xài cũng được anh em. Nó cũng ổn. Thì dĩ nhiên là không bằng một con mới hoàn toàn rồi. Bởi vì trị giá nó có 1/3 của con máy mới mà anh em. Thì nếu mình dùng công trình ở mức độ vừa phải thì mình đầu tư con này là hợp lý rồi. Đây, động cơ mới. Chân đầm là đây, quay ra anh em xem đây. Đây anh em. Đấy. Megase MT55L nha em, bên kia cũng vậy. Đấy. Rồi, cửa hàng Quang Thái là bán bao ship toàn quốc luôn anh em. Đây, động cơ mới 100%, 5 người rưỡi. Đấy. Đây là quay thật 100% luôn anh em, không có chỉnh sửa gì đâu nha anh em. Có chỉnh sửa thì đưa số điện thoại với địa chỉ cửa hàng thôi chứ không có chỉnh sửa gì hết á. Đây mới 100% nè, chưa sử dụng luôn. Mình ráp máy mới lên chưa sử dụng luôn. Đấy. Vậy là
chỉ có đổ đổ nhớt với đổ nhiên liệu vô dùng thôi anh em nhé. Anh em lưu ý là chân đây là chân chân đế nè, là MT55L nha anh em nhé. Rồi một lần nữa xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất anh em nhé. Xin chào anh em.